Kinh Tân Ước miêu tả rằng Chúa Giê-xu đã khỏi bệnh một cách bí ẩn. Và ngày nay, một vài người cũng đã làm được điều này. Hầu hết các nền văn hóa đều có những câu chuyện kể về chuyện bình phục một cách bí ẩn. Đôi khi chúng xảy ra khi người ta đến thăm các khu vực thiêng với các nghi lễ cổ xưa hay các thần linh, hoặc đôi khi là có sự can thiệp của pháp sư hay những người chuyên chữa bệnh nổi tiếng của Philippines. Tuy nhiên, đôi khi việc lành bệnh bí ẩn xảy ra mà không có nguyên nhân rõ ràng nào và rất khó để tìm ra cách giải thích hợp lý. Có phải chúng ta sở hữu khả năng điều khiển các tế bào trong cơ thể? Người ta ước tính cứ 100.000 bệnh nhân ung thư thì chỉ có một người sẽ ngẫu nhiên khỏi bệnh. Căn bệnh tự biến mất khi đang ở giai đoạn rất nặng. Mặc dù những trường hợp này thường không thể giải thích từ góc độ y học, nhưng nhiều nhà khoa học tin rằng một ngày nào đó ta sẽ tìm ra câu trả lời. Nhưng làm sao ta có thể giải thích về những người đã chủ động tự chữa khỏi bệnh của mình bằng ý chí? Nếu các nhà khoa học có thể khai thác thành công khả năng tự kỷ ám thị để chữa bệnh, thì hàng triệu người mắc các căn bệnh nan y có thể tìm được hy vọng mới.